Một đám cưới tại Ninh Bình mới đây đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cặp đôi trong sự việc đã nắm tay nhau rời nhà tranh để bước tới một căn biệt thự lộng lẫy khiến người xem cảm thấy mãn nhãn. Theo anh Phạm Văn Tuân, sinh năm 1984, trú tỉnh Hải Dương, chủ nhân đoạn clip, đám cưới trên diễn ra vào ngày 15 tháng 3, tuy nhiên đến ngày 21 tháng 5, anh mới đăng tải bài viết lên mạng xã hội. Trong đoạn clip, cô dâu chú rể đã làm lễ gia tiên tại một ngôi nhà tranh vách đất cũ. Bên trong căn nhà chỉ có chiếc giường, bàn thờ tổ tiên và một bộ bàn ghế để ngoài sân. Sau khi thắp hương làm lễ, chú rể đã nâng váy cô dâu di chuyển ra ngoài, hướng tới căn biệt thự màu trắng kế bên. Phía trước căn biệt thự là rạp cưới, được dựng sẵn trang trí hiện đại. Theo anh Vũ Văn Hậu, sinh năm 1997, chú rể trong đoạn clip, ngôi nhà tranh mà vợ chồng anh vào thắp hương được các cụ đời trước xây dựng. Trước khi cưới, anh đã quyết định xây dựng nhà mới nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà cũ. Hiện tại căn nhà biệt thự rộng rãi là nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình, còn nhà tranh là nơi để thờ cúng. Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng triệu lượt xem, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách sống của gia đình chú rể. Có ý kiến cho rằng, ngày nay nhiều gia đình dù có xây dựng nhà mới khang trang, vẫn không bỏ đi căn nhà cũ vừa để làm kỷ niệm, lại vừa để nhắc nhở bản thân, con cháu sau này dù đủ đầy cũng không quên ngày khốn khó.